Đâu rồi nhỉ? Ôi, đâu rồi nhỉ? Có con gì, có cái gì ăn được? Ui, tao vừa thấy có con rắn hay con gì kinh điển phục kinh điển mà nó phi xuống cái ruộng này. Rắn à? Rắn hay là con gì ấy? nó như thế này này. Rạch nó lao một phát nhá. Chắc chắn là rắn rồi. Không biết rắn hay con gì mà tao mỏ mãi không thấy đâu mà rõ ràng ruộng nó thế này. Thế nó giúp quả hang gần đây rồi. Mày thử mò xem. Mày thử mò xem. Con đếm màu gì? Con đếm màu vàng vàng. Em sắn quần lên đâu? Tao biết được đâu. Đây. Vàng vàng nghe ơi. Đen trắng ngay. Không. Cầm đi ơi đây. Không phải, nó ngắn mà. Nó ngắn thế này thôi. Rắn phải dài thế này chứ. Đây. Thế này á? Mày xem nó. Nó ngắn luôn. Từ mày xem quanh quẩn quanh đây không nhá. Để tao đi lấy cái. À, tao ra thăm cái bộ cước cá, câu cá ở đây. Thế thì anh phải chặn ở đây chứ. Tao xem không phải chặn. Tao sang rồi, tao lấy cái bộ cước câu cá bên này. Tao đang câu dở bên này, không biết được không. Đấy nhá. Đấy thì gọi tao luôn nhá. Ủ to rồi nhá. Ở đây để xin con này. Ờ, mày cứ tìm nó đi. Chắc chắn nó chui ở hang ở kiểu lươn anh ạ. Không biết được, xem mày móc hang xem. Có mấy cái hang ở đấy đây. Mà lại càng ngu như lợn ấy. Nó đây hang đến đây mà chả sợ xem nó có chui vào hay không. Chắc là lươn rồi. Mưa ngập này lươn nó ra nó kiếm ăn. Ủa đây hang nhé. Tay vào. Con này là con cua Alaska.
tiêu cũng vậy. Đây là con cua Alaska nó còn nhỏ ấy, con tao hay mua cho mày ăn không đấy. Không phải, đây là con cua núi. Mày bạn định kêu có con cua mẹ ở trong đấy. Có con cua mẹ ở trong. Tay vào đấy. Ai bắn trông vào đấy, bắt được chưa? Bắt được chưa? Thôi. Bắt được rồi. Bắt được chưa? Ai? Bắt đi trời. Nó thay cái kỳ càng lên rồi chia đi. Đâu? Đấy, cứ bắt đi, thỏ tay vào. Mày chuyên gia bắt cua, móc cua mà sợ. Đang trực chiến luôn nhá. Nó thò cái càng ra nó chiến em với ai mà chiến được lại. Thấy chưa? Đúng đúng đang thò càng ra trực chiến. Ui kẹp trước tay rồi. Thấy chưa mọi người thấy chưa? Đấy. Nhưng mà thằng Mao Đệ nó vẫn còn khôn đấy. Này kẹp trước tay rồi. Bắt tiếp. Bắt tiếp. Chứ không bắt luôn. Đấy này cầm dây. Rồi tưởng thế nào. Đây ui, nó kẹp đỏ luôn. Kẹp bắt chưa? Đây này. Rồi thế rồi mãn nguyện rồi. Tưởng thế nào. Mãn nguyện gì? Mãn nguyện là mày bị kẹp tao sướng thì sao? Thế này nó bắt rồi. Bắt con cua không biết bắt. Em chẳng bắt được đời à. Con này nó ăn đấy. Xỉu quá đấy. Ui, nó kẹp em chung tay này. Lấy cái gì này, đây này. Lấy cái cây chọc chọc cái là nó. Nó cặp cái cây rút nó ra. Đấy, khôn. Khôn tao. Nước lũ lên này, thì tắm không? Tắm đi. Mày tắm đi. Tắm không? Mày. Quái, nước lũ này bơi mày xuống. Cua này là cua hỏi. Ôi nè, ngày trước em cũng bắt được trên núi rồi. Ây da. Con chó chết này nó cắn em này. Ấy. Đâu rồi? Ôi, nó chạy ra. Ấy, đâu rồi? Ôi, anh chơi cắm em à. À, buộc qua. Anh yêu buộc. Buộc đi, đây tao giữ cho đây. Nó vừa kẹp em con này hăng á. Đây, buộc đi tao giữ cho. Xỉu hết đấy. Này, buộc ghi cho chữ rồi. Không, mày chứ bảo lắm. Đây. 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 Con này nó ăn lắm. Ui, nó cắp em mất đỏ lỡ tay này. Đây, cầm đấy. Không còn con nào nữa không? À, vẫn còn. Sao nhiều đấy nhỉ? Mà cua, cua này nó ăn nó to đùng em còn nhìn thấy chưa? Ai biết được. Ôi, hay là chim sa cua nhảy. Ôi, cua sa cá nhảy. À! Đúng rồi. Mày mà thả nó ra nhanh. Đâu rồi? Mày con này yếu. Nó cặp ra một phát. Mất rồi. Con này là cua sa cá nhảy ơi. Làm gì có cua nhiều nữa này, một áng. Mò nó đi ấy. Bắt lên nó. Ai mò được cua dính bùn ấy. Nó cho ngang mình bắt được. Xong bắt được. Đây. Mày không bắt được đâu con tay. Tụi vì con từ tao. Anh à. Em có đổ tay rồi. Anh chả em bảo bỏ chẳng mổ. Thằng ngu. Anh ngu ấy. Thằng ngu với thằng đẹp. Em ngu mà em bắt được cua. Ừ. Mày khôn. Anh khôn mà anh không bắt được cua. Mày khôn. Chẳng thế. Khôn. Ấy da. Kiếp đỏ tay rồi. Siêu vết đấy. Mày. Ấy da. Quá nó kẹp đậu lắm. Em vừa bị tiếp một cái mà đã đỏ tay rồi nè. Ôi à. Ấy da. Hung nhờ, hung nhờ. Thẳng vết đấy. Mang về luộc đi. Đây. Từ từ. Nấu rêu cua đây. Nấu cua đây. Rêu cua là cái gì? Nấu dã ra nấu rêu cua ấy. À! Lợn này. Ờ, đây cả rắn này. Mẹ mày. Đấy, cười đây. Lúc nãy em bị cắn cười đây. Đúng rồi. Hại đi. Người là bằng thành hại mình mọi người. Sao lại hại người? Đấy, châm ngôn kiểu đấy. Lần sau không chơi dại nữa. Hay là anh... Hay là mình cứ kết thúc yêu nhau đi. Đây, xách đi. Anh cho em phải không? Cho cái gì tao cho mày đấy. Cho anh biết có hàng cua ở đây không đâu. Ây da. Hả? Tao biết đâu. Đây, cầm lấy.
Anh ấy ăn cua ở ngay đây mà anh không biết, anh ngu như lợn ấy. Trời ơi, tao ngu mày khó lắm rồi. Sợ đi này. Wow. Ui. Gơm. À, kính thưa quý vị và các bạn, Mao Đệ Đệ hôm nay đã bắt được một gọi là squat. Hôm nay đã bắt được một squat cua. Nó có gì chiều đội cua. Chiều vai. Chiều phết đấy. Chiều. Đi, xách lên đi. Đây, cho mày xách rơi, tao xách một con này. Này, anh bỏ hết một cái áo em. Khổ. Đó. Đi, đến đây. Đến đây, tao nấu cho mà ăn. Ăn gì? Nấu gì mà anh phải nấu được chứ. Nấu cua không? Nấu vào nấu rau cua đây. Ai xa. Mọi người thấy chất chơi chưa? Bắt được hơn cua là hoành tráng quá đây. Đấy này. Này, bắp cải là tự lấy. Anh này nhìn này. Nấm tự có. Rau bí đầy. Cua nhiều. Móng tay này, móc hang này. Tấm lất như. Nào mày ăn con nào? Ăn con nào to nhất? Con nào lúc nãy cắn mày? Con vàng trắng trắng này. Con này cắn mày à? Chén nó luôn. Vào kho nhé mọi người. Này, nhìn nó bơi này. Bơi này. Trời ơi, bơi này. Bơi này mày. Này. Ngọt đấy. Vào đây mà bơi. Con này ngọt lắm mày ạ. À. Mấy con to. Chén luôn. Mày. Đấy, cho rau luôn này. À, cho không, cho kia. Cho ngô ấy. Đây mới là lẩu cua đồng này. Đúng rồi, đây mới là lẩu cua đồng này. Không phải cua đồng mà là cua bắt ngoài đồng. Nó mới là chuẩn. Đây là cua hỏi. Hỏi hỏi ai? Con này nó hỏi ai chứ không biết. À, chờ một tí con đen. Hơi gió. Đấy. Gió hơi bị to đấy. Mạnh ấy, mát lắm. Nước nó to này. Nước to này, cua nước nó xả gì ấy. Cua nó dồn đi rất là nhiều. Sau khi tiếp viện thêm lửa. Cho ít phê vào, chạy vào ăn con ạ. Thôi được. Này, có đúng không? Mày bảo tao ơi. Chết bẩn. Chết bẩn. Đúng rồi. Đúng chế. Đúng chế thì bẩn chế của tao lại đúng cạnh. Vừa gặp được dòng. Ê, cua chín rồi. Đỏ rồi. Đó rồi. Để mua một con cua. Đây con này cặp mày đúng không? Con này cặp em. Ui con này mọi người biết con cua gì đâu? Đây là con cua tuyết. Cua tuyết mọi người. Tuyết. Ê. Đây là một cua đây một cái. Đây một cái bát đây con này luôn đấy. Chén lên nấm đã. Wow. Bay chưa? Ui ui. Ui. Xẻo trước đi. Đây. Ngọt không? Ngọt chứ. Càng cua đông to mà. Cua bắt ở đâu? Ngon lắm. Cạch. Cạch nó phủi lắm. Siêu bùi, siêu ngon. Đây này anh ơi, ai không biết ăn. Trời ơi, ui. Càng cua, cái càng cua. La 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 la. Cái càng cua ấy. Chấm vào đây. Đây thịt hết rồi nhỉ. Ngon lắm. Mày bóc kiểu gì mà được hả? Ngon, tao mồm cắn cốc cái được. Anh ơi cho ít ra. Khá là nhiều thịt. Ngon nhỉ? Ngọt lắm mọi người. Ngọt lắm. Ngọt. Con này mà ngày xưa đi thả trâu trên núi mình hay bắt được con. Đây này. Em bắt được thịt rồi. Em thịt không? Ăn thịt không? Ngọt. Siêu quất nhỉ. Anh cho ít quả vào đâu bí không? Khá là ngon mọi người. Chấm con vào này đặt.
Cua ngọt rồi. Đây rồi. Nó khá là nhiều thịt nhưng mà thịt nó bé. Thịt nó kiểu như nó khó bóc được đấy ra. Hay là quá thịt quá đẹp. Đây, đấy, 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 bằng luôn con ghẹ cỡ trung bình. Bác kia là con gì? Nó kiểu như con cua ấy.